6 triệu. Đấy, xin chào các bác cô chú anh chị nha. Giới thiệu với các bác cô chú anh chị, em vừa mới quất con sành, con sung này. Khỏe với các bác cô chú anh chị. Đang tính là chuyển sang ngang này vì nó rộng hơn. Lúc mua về nó cái chậu này thì cũng ổn, nhưng mà nó như hẹp quá, và cái rễ kia nó bị sẽ mất cái bệ phần kia. Thì sung mà muốn có quả phát triển tốt thì nó phải rộng rãi ra là cả nước, mà để cái chậu này thì không ăn thua. Chậu này người ta chỉ để bán hàng thôi. Vừa mấy anh em cặp cái chậu này sang đây thì nó nặng quá, ngồi thở tí quên mất là phải quay lại để chia sẻ với bác. Đấy, có sùng như này nha, rất nhiều quả. Cái cây này nó có đặc điểm là chân bệ rất ok, còn phía kia nó hơi vướng tường nhưng mà bây giờ không rút vào được. Phía này đang định làm mặt phải, phía kia mặt cũng ok. Đấy, cái chậu người ta cũng mới lên cái chậu, thay cái chậu thôi, nhưng mà như này mà cũng chấp nhận được, vứt đi cho sang cái này gấp. Đấy, thứ hai đó là quả thì các bác nhìn khỏi thứ bàn. Thứ ba là cái dáng nó trực lắc. Rồi bây giờ là em sẽ nhấc nó sang cái chậu này để quát xem nhé. Rồi, bây giờ em sẽ nhấc nó sang đưa này sang kia nhé. Nhìn xa xa này có vẻ là bé, nhưng mà không hề bé đâu bác nhé, rất nặng này. Xin phép quay cái mặt kia đây cho các bác biết không ạ? Tí làm chồng rồi nó sang cái mặt kia, nó nặng khó quay. Đấy, cái mặt bên này. Cảm quan ban đầu là quả các đúng không bác? Rất phê đâu. Chân vệ rất hay. Đấy các bác nhé, hai tay một ngọn rồi. Đang nuôi thả tiếp để cho nó khỏe. Đó là tỉa cây này, em sẽ quay lại một video đàng hoàng các bác nhé. Này chồng khoe các bác không? Mặt bên đấy, mặt bên này nhé. Rồi, bây giờ thì trồng rồi. Có gà rồi thì thôi, không phải ăn uống được thôi. Ăn uống được thôi, không biết được thôi. Thơm chưa? Giờ tí xong rồi. Thơm quá, đứng đây cho đồ nó khô đi đã nào. Cô đón cơm lên nhá.
Thank you.
Nhanh lên em về nấu cháo nó ăn nữa cơ. Lâu lạc quá. Làm thời thế để chợ búa cái đã. Vâng ạ. Chậu cu đây. Thiếu cái đồn. Thiếu một cái đồn. Thì xong rồi đâu. Đấy bảo cậu like đi, không có anh cũng không biết được. Rồi. Mặt kia thì đi, cậu sao quá nghe. Xem cái này đi.
Hiếu là gì rồi? Trời ơi, anh mới đi cũng đến đêm. Đúng rồi đấy. Nhiều được ra ghế vẫn là sớm đấy. Đi Hiếu đi nhá. Đấy. Các em nhanh quá nhưng mà tối mất rồi. Các bác bây giờ tôi chào nhé. Đi có việc chút cho bác nhé. Chào mọi người.